chào mừng đến với mâm nhà Food Club. Hôm nay hãy cùng vào bếp và nấu món cá hồi om dầu ô liu, một món ngon, hấp dẫn và tinh tế cùng kiểu châu Âu nào. Nếu là tín đồ của món Âu, chắc hẳn bạn sẽ không còn quá xa lạ với kỹ thuật confit trong chế biến món ăn. Kỹ thuật này không hề khó mà rất dễ làm. Mâm nhà sẽ cùng bạn bắt tay vào nấu luôn nhé. Đầu tiên, nguyên liệu gồm có nửa lít dầu ô liu. Dùng ô liu để cho món ăn ngon hơn nhé. Cùng với đó là cà chua tươi chín mọng, một chút ớt bột paprika. Nguyên liệu chính là 180g cá hồi. Nguyên liệu phụ nhưng không thể thiếu đó chính là thì là. Bên cạnh đó, hãy chuẩn bị thêm một quả chanh vàng, rau càng cua và trứng cua để trang trí nhé. Đó là nguyên liệu để nấu món cá hồi om dầu ô liu hôm nay. Giờ thì bắt đầu vào làm thôi nào. Trước tiên, rắc một chút muối lên mặt cá hồi, sau đó rắc đều tiêu đen lên miếng cá cho dậy vị. Nhớ rắc cao tay để hạt muối và tiêu rơi đều trên bề mặt cá. Bước tiếp theo, cùng chuẩn bị dầu để om cá. Nếu dùng được 100% dầu ô liu thì tuyệt nhất, nhưng bạn có thể trộn 1/2 dầu ăn tại nhà, như vậy sẽ cân bằng mùi vị dầu ô liu trong món ăn hơn. Bắc chảo lên bếp, rồi đổ hết hỗn hợp dầu vào chảo và làm nóng chảo. Nhớ chọn một chiếc chảo sâu lòng để khi om cá, phần cá nằm trọn vẹn dưới lớp dầu. Nhiệt độ là thứ quyết định thành công của món, nên chúng mình cần cân đo nhiệt độ chính xác. Cá sẽ được làm chín bằng kỹ thuật nấu chậm confit với thời gian dài và nhiệt độ trong khoảng 50 đến 55 độ C. Confit được biết đến như một kỹ thuật làm chín thực phẩm bằng dầu ăn, gần giống như phương pháp chiên nhưng ở mức nhiệt thấp hơn. Khi đủ nhiệt độ, chúng ta nhẹ nhàng gắp miếng cá vào chảo ngập dầu. Có người lo ngại rằng kỹ thuật này sẽ làm món trở nên béo ngậy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, dầu mỡ chỉ tập trung xử lý ở phần ngoài của thực phẩm mà không ngấm sâu vào bên trong. Và phần dưới miếng cá cũng đã chín rồi. Hãy nhớ là lật đủ, bốn mặt món ăn để thịt cá chín đều. Thời gian nấu confit này khoảng 10 phút là đủ rồi. Tiếp tục công đoạn chuẩn bị đồ ăn kèm. Chúng ta thái đôi quả cà chua, sau đó thái làm tư. Sử dụng kỹ thuật điêu luyện, cắt bỏ phần hạt cà chua, chỉ lấy phần thịt, vì phần hạt rất nhiều nước, khi trang trí sẽ không được đẹp mắt. Khéo léo thái theo chiều dài miếng cà chua, nhớ thái ở mặt trong sẽ dễ dàng hơn nhiều, chiều ngang tầm 0,5cm hoặc bé hơn. Phần quả chua này sẽ được dùng để làm salad ăn kèm cùng cá hồi, cân bằng vị béo ngậy của cá bằng vị thanh mát và chua ngọt. Sau khi thái hết, chúng ta sẽ thái thành những miếng hạt lựu rồi bỏ vào một chiếc bát sạch. Tiếp theo, chúng ta bổ đôi chiều dài quả chanh, cắt một miếng chanh rồi vắt nước cốt chanh vào bát cà chua. Vì chanh vàng có độ chua vừa phải, không bị đắng khi bỏ ngoài trời, lại thơm hơn nên mọi người sử dụng chanh vàng cho món cá hồi này. Khi vắt chanh, cần động tác dứt khoát và mạnh mẽ để nước cốt chanh ra nhiều và không bị giữ lại bên trong tép chanh. Vị chua của chanh sẽ hòa quyện cùng với vị ngọt mát của cà chua tươi cực kỳ hợp vị. Hết 10 phút rồi, sau khi cá đã chín, chúng ta gắp cá ra đĩa,
Miếng cá mềm, có màu hồng nhạt nên bạn cần nhẹ tay khi gắp cá ra nghỉ. Nhẹ nhàng đặt miếng cá lên một chiếc đĩa thật đẹp. Đổ một chút dầu ô liu lên miếng cá để trông đẹp mắt và bên ngoài không bị khô. Ăn kèm cùng salad cà chua, hãy đặt 2-3 thìa trên mặt cá để trang trí. Bạn có thể trang trí thêm xung quanh nếu thích, nhưng nhớ rằng nhân vật chính là món cá hồi nhé! Dùng thêm một chút trứng cua để trang trí xung quanh, cũng như trang trí miếng cá. Trang trí thêm lá càng cua và không thể thiếu được là thì là để gia tăng vị giác cho món cá. Thì là và càng cua sẽ cân bằng vị tanh của cá hồi trong món ăn. Rắc thêm một chút ớt bột paprika để món ăn có vị cay nhẹ nhàng. Và món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi. Trông ngon mắt không khác gì một món ăn của nhà hàng 5 sao. Wow, miếng cá tưởng có màu sắc hồng nhạt, vẫn rất tươi mà lại chín hoàn toàn từ trong ra ngoài. Ăn một miếng cá đủ vị béo ngậy, thơm của cá hồi hương vị dầu ô liu sẽ nhẹ nhàng hòa quyện với salad ngọt ngào của cà chua, chanh vàng, đan xen với vị se se của ớt bột. Quá chuẩn cho một món châu Âu để chinh phục bất cứ vị thích khách nào. Mọi người hãy thử nấu món này ngay tại nhà mình và chia sẻ lại cho mâm nhà nhé. Nếu mọi người thắc mắc mua nguyên liệu hay đồ dùng nhà bếp chuẩn ở đâu thì có thể ghé qua website www.mamnha.vn để được giới thiệu nha. Nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mâm Nhà Food Club cũng như follow kênh trên Facebook và TikTok để cùng nhau chia sẻ nhiều bí quyết nấu ăn thật ngon nữa nhé!